Một bầy sói đang vây quanh một con lợn rừng. Đột nhiên vua sói trượt chân ngã xuống dòng nước, dòng sông chảy xiết nhanh chóng cuốn trôi nó vào bờ vực. May mắn là một cây chết đã chặn nó lại. Những con sói trên bờ vội vàng vây quanh lại. Sau đó, một con chó lớn màu vàng đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy nó nhảy vào thân cây bên cạnh. Nó cắn cành cây cố gắng lôi con sói đầu đàn ra khỏi mặt nước. Không ngờ cành cây bị cắn đứt, vì thế nó dùng hết sức nâng thân cây lên, dẫm vào đá từ từ chuyển thân cây vào bờ. Sói đầu đàn cũng đã được cứu, nó cũng được bầy sói công nhận. Bác đã từng là con chó của Chebon của thị trấn, được chủ chiều chuộng như trai phố. Nó đã căn cắp bánh mì từ trong tay của người đi bộ. Ngay cả con ngựa cũng phải nhường chỗ cho nó. Hạ nhân bảo nó đi gọi chủ nhân dậy, kết quả là cả gia đình đều rối tung lên vì nó. Hôm nay là sinh nhật của chủ nhân, chính vào lúc mọi người chuẩn bị chụp ảnh, bác xuất hiện trước máy ảnh với một chiếc đùi gà trong miệng. Khiến mọi người không ngờ là thức ăn trên bàn lúc này đã trở thành một mớ hỗn độn. Buổi đêm, chủ nhân phạt nó ở ngoài cửa. Bác ủ rũ nằm trên mặt đất. Sau đó, ánh sáng ở xa thu hút sự chú ý của nó. Hóa ra tên trộm chó đã để mắt tới nó. Anh ta dùng đồ ăn mà bác thích ăn dụ nó lên xe. Sau đó nhốt nó lại. Thế là bác cũng bị bắt đi. Vì để muốn nó nghe lời, tên buôn chó lấy cây gậy ra lập quy tắc với nó. Bác dần dần học cách khuất phục. Đầu tiên là ngồi tàu hỏa, sau đó lại ngồi thuyền. Cuối cùng nó đã được đưa đến phương Bắc băng giá. Đây là lần đầu tiên bác nhìn thấy tuyết, mọi thứ trước mắt đều mới lạ. Nó không cẩn thận đụng vào một ông lão, thấy chiếc kèn ông lão đánh rơi, bác ngậm lấy rồi đuổi theo. Ông lão xúc động cũng nhớ tên của nó. Người buôn chó mang bác ra chợ để bán. Lúc này, người đàn ông thích dáng vẻ của bác, mua nó để làm một con chó kéo xe. Nhưng nó đã được nuông chiều từ nhỏ, nào có làm những công việc này bao giờ. Những chú chó khác đều vừa nhanh vừa ổn định, chỉ có nó là thường bị không tập trung. Bác rất thông minh, rất nhanh nó đã thích ứng với công việc. Trên đường, chú thỏ trắng đã thu hút cái nhìn của nó. Kết quả là cả đội bị nó kéo xuống dốc tuyết. Đội trưởng dẫn đầu đoàn cũng không thích điều này. Bác buổi đêm không thể ngủ được, vì thế lén đi vào lều của chủ nhân. Kết quả là bị đuổi không thương tiếc. Bác hiểu khoảnh khắc này, bản thân không còn là chú chó giàu có được mọi người cưng chiều nữa. Nó đào một cái hố trên tuyết như những chú chó khác. Hôm đó, nhóm người đã vượt qua một hồ băng. Bà chủ thận trọng đi dò đường. Không ngờ mặt băng đột nhiên bị vỡ. Cô ấy rơi vào trong nước. Dòng nước xiết đã cuốn cô đi một cách nhanh chóng. Thấy nữ chủ nhân rơi xuống hố băng, bác không dơ dự nhảy xuống dưới. Nó cõng chủ nhân ở trên lưng, nhưng lớp băng quá dày. Bác đã cố gắng phá băng nhiều lần không thành công. Thấy chủ nhân sắp không thể trụ nổi nữa. Sau đó trên lớp băng xuất hiện bóng dáng của sói. Đây là sự hoang dã sâu bên trong nó. Sự hoang dã của bác được đánh thức. Nó dùng sức lực của mình lao về phía bóng dáng của con sói. Lớp băng trong chốc lát vỡ. Nữ chủ nhân cũng thành công được cứu. Vì để cảm ơn bác, bà chủ thưởng cho nó một chiếc đùi gà. Cảnh này cũng bị chú chó đầu đàn nhìn thấy. Nó đầy sự ghen tị. Nó sẽ cho bác biết ai mới là lão đại. Hôm đó, nó đang uống nước. Những chú chó khác muốn tới gần. Nó lập tức nhe răng ra. Đám chó chỉ đành đợi nó uống xong mới uống. Bác bên cạnh có một ý tưởng khác. Nó đến một bề mặt băng yếu, dùng lực dẫm lên bề mặt băng vài lần liền xuất hiện một lỗ lớn. Tất cả chú chó đều tới uống nước. Buổi tối, chủ nhân phát cá làm bữa ăn tối cho chúng. Con chó đầu đàn ăn xong liền cướp thức ăn của chú chó bên cạnh. Thấy người bạn đáng thương, bác liền cho nó cá của mình. Điều này khiến cho nó nhận được sự tôn trọng của đám chó. Con đầu đàn biết một núi không thể có hai hổ, vì thế đã thách đấu với bác. Bác mặc dù thân hình to lớn, nhưng nó không có kinh nghiệm chiến đấu. Con đầu đàn rất nhanh chiếm được ưu thế. Bác bị hạ gục sau vài hiệp. Con chó đầu đàn muốn một lần nữa lấy lại uy nghiêm, nhưng những chú chó khác sớm đã công nhận đại ca mới. Chúng không ngừng gọi bác, và bác tỉnh dậy như thể nó đã nghe thấy tiếng gọi. Con sói đen hùng vĩ lại xuất hiện trước mắt nó. Sự hoang dã bên trong được đánh thức một lần nữa. Thấy vậy, con chó đầu đàn lao về phía nó. Lần này, đôi mắt của bác rất sắc và chuyển động của nó rất nhanh. Nó cắn vào cổ của đối phương rồi hạ gục xuống đất. Lúc này, đối phương đã không còn lực chống trả. Cuối cùng nó chỉ đành cục đuôi xuống rời khỏi đội. Sáng sớm ngày hôm sau, chủ nhân không tìm thấy nó. Vì thế chỉ đành chọn lại chú chó đầu đàn. Nhưng những chú chó có kinh nghiệm căn bản không chịu hợp tác. Không ai trong số chúng chịu dẫn đầu. Lúc này bác đứng dậy, người chủ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đeo một chiếc vòng cổ vào nó. Lần đầu tiên với tư cách là đầu đoàn, bác rất tích cực. Chúng đang điên cuồng chạy trên tuyết, kéo xe trượt tuyết như bay. Đột nhiên có một trận tuyết lở trên một ngọn núi tuyết ở đằng xa. Chủ nhân lệnh cho bác nhanh chóng rời đi, nhưng bác không tuân lệnh, đưa cả đội đi thẳng về phía trận tuyết lở. Trong bóng tối, con sói đen đang chỉ dẫn cho nó. Vào giây phút cuối cùng, họ lao vào hang động dưới chân núi tuyết. Hóa ra bác đã đúng, bọn chúng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng thì trận tuyết cũng đã bị bỏ lại phía sau. Chủ nhân rất vui, dựa vào thể chất của bác, cả đội vẫn đẩy nhanh tốc độ. Bọn họ đã tới được đích trước khi mặt trời lặn. Đây là lần đầu tiên họ tới đúng giờ, sau nhiều năm. Cả thị trấn đều cảm thấy khó tin. Bác nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mọi người khi mở thư. Cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa công việc của mình.
Vì vậy, Buck và những người bạn của nó mỗi ngày đều chạy trên tuyết. Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài. Hôm đó, Francois nhận được thông báo. Trong thư nói nơi này rất nhanh sẽ có điện tín. Điều này có nghĩa là đội xe trượt tuyết không còn cần thiết để chuyển thư nữa. Tổng bộ bảo anh hãy bán những chú chó cùng với xe trượt tuyết đi. Sau đó quay trở lại tổng bộ làm việc. Vậy là Buck lại được bán cho một người thợ đào vàng. Nhưng những người này không biết gì về xe trượt tuyết. Ấy chú chó không thể kéo xe trượt tuyết. Họ nghĩ những chú chó đang lười biếng. Vì vậy, anh ta lấy cây gậy của mình ra và chuẩn bị dạy cho chúng một bài học. Sau đó, một ông lão tới và ngăn cản anh ta. Hóa ra là chiếc xe trượt tuyết đã bị đóng băng. Chỉ thấy ông lão cầm một chiếc gậy, dùng lực giải quyết được vấn đề của xe trượt tuyết. Ông có lòng tốt nhắc nhở người đào vàng. Mùa xuân đang tới rồi, tuyết cũng dần tan. Đường lên núi bây giờ sẽ rất khó khăn, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng. Bởi vì Buck đã giúp ông tìm được chiếc kèn. Vì thế mà ông không muốn Buck mạo hiểm. Nhưng người đào vàng lại không nghe. Anh ta lại cho rằng ông lão muốn cướp vàng của mình. Mới cố ý nói như vậy. Vì thế bọn họ nhanh chóng để Buck lên núi. Không có tuyết đường khá khó đi. Buck và đồng đội nhanh chóng kiệt sức. Phần lớn tuyết trên núi đã tan. Những chú chó dùng hết sức để kéo chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Tên đào vàng tức giận đá Buck xuống đất. Chuyển cảnh, ông lão nhìn thấy chiếc kèn trên bàn, quyết định đi cứu Buck. Chính vào lúc người đào vàng chuẩn bị giết Buck, ông lão kịp thời xuất hiện cứu nó. Ông một lần nữa nhắc nhở người đàn ông đừng cố gắng đi tìm cái chết. Nhưng người đàn ông vẫn chẳng thèm nghe, vứt lại Buck đang hôn mê và tiếp tục lên đường. Buck tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê, ngắm nhìn tảng băng vỡ trôi trên sông. Nó biết rằng đồng đội của nó đang gặp nguy hiểm. Buck kêu lên thống khổ với bầu trời. Bây giờ chỉ còn lại ông lão có thể dựa vào. Tuy nhiên, ông lão bởi vì sự qua đời của con trai, mỗi ngày chìm trong nỗi buồn. Nhìn ông lão say bí tỉ, Buck quyết định giúp ông cai rượu. Nó dùng mũi hất đổ ly rượu. Sau đó, nó ngậm lấy cái chai và chạy ra ngoài. Nó chôn rượu trong tuyết và ngồi trên đó. Nó không di chuyển bất kể ông lão có đẩy như nào. Cuối cùng, ông lão không còn cách nào khác là phải bỏ cuộc. Ông kể cho Buck nghe về sự bất hạnh của mình. Ông cụ từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng cậu con trai lại thích mạo hiểm. Một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra cách đây nhiều năm. Vợ ông cũng đã rời bỏ ông. Kể từ đó ông lang thang khắp nơi. Họ lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao. Ông lão quyết định giúp con trai thực hiện ước mơ còn dang dở. Ông lấy ra tấm bản đồ do con trai mình để lại, chuẩn bị đưa Buck đến thiên đường mà con trai từng nói. Có người nói rằng có một nơi, dòng sông ở đó có vô số vàng. Vì thế một người một chó xuất phát, một chiếc thuyền nhỏ xuyên qua đàn cá. Buổi tối ánh trăng sáng, khi mệt thì lên bờ nghỉ ngơi. Ông lão sẽ để cho Buck ngủ trong lều. Họ giống như những người bạn cũ đã gắn bó với nhau trong nhiều năm. Chẳng bao lâu họ đến một vùng đất hoang trên bản đồ. Ở đây có một túp lều bỏ hoang. Ông lão dọn dẹp một hồi, sau đó đưa Buck ra sông để tắm. Đột nhiên ông nhìn thấy một thứ gì đó lấp lánh dưới đáy sông. Nhặt nó lên xem, vậy mà lại là vàng. Hóa ra truyền thuyết là có thật. Thấy dáng vẻ vui tươi của ông lão, Buck cũng muốn giúp. Nó lao xuống nước và nhặt một tảng đá lớn bằng vàng. Nhưng nhìn cục vàng trên tay ông lão bé tí, Buck tưởng rằng mình đã tìm sai, trực tiếp ném nó đi nhặt cục khác về. Sau đó, một bóng dáng con vật màu trắng chạy ngang qua họ. Buck tò mò chạy theo. Trên đường đi, nó gặp một con gấu nâu. Đối mặt với vị vua cao lớn của rừng rậm, Buck chỉ đành rời đi. Nó tới được trong rừng, thấy được con sói trắng. Buck đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây là lần đầu tiên Buck gặp một con sói. Nó có ý tốt định bắt tay, nhưng con sói trắng lại đập mạnh một cái rồi rời đi. Buck kể từ đó đã bị con sói trắng đó hấp hồn. Ngay cả ông lão chơi với nó cũng không hứng thú. Ngày hôm sau, Buck nhìn thấy bầy sói vây quanh một con lợn rừng. Con sói trắng ra hiệu nó không được lên tiếng. Lúc này, sói đầu đàn không may ngã xuống nước. Dòng sông cuồng nộ đã nhanh chóng cuốn nó đi. May mắn là nó đã bắt được một chiếc cây. Thấy nước sông sắp nhấn chìm sói đầu đàn, bầy sói ở trên bờ vây quanh lại. Sau đó Buck xuất hiện, chỉ thấy nó nhảy lên thân cây, với sức mạnh đáng kinh ngạc, từng chút một kéo thân cây lên bờ. Sói đầu đàn cũng đã thành công được cứu. Kể từ đó, Buck đã được bầy sói công nhận, trở thành một thành viên của bầy sói. Buck đi theo bầy sói trên núi và cánh đồng. Sói trắng dạy nó kiên nhẫn khi săn mồi. Thiên nhiên truyền cảm hứng cho sự hoang dã của Buck. Mỗi ngày nó đều mang chiến lợi phẩm mà nó săn được cho ông lão. Hôm nay là một con gà, ngày mai là một con cá lớn. Mỗi ngày sói trắng đều tới tìm Buck. Ông lão cũng hiểu được Buck đã tìm được đồng loại. Thấy Buck gia nhập vào bầy sói, ông lão cũng cảm thấy vui. Ông quyết định rời khỏi nơi này, trở về đi tìm vợ của mình. Ông đem phần lớn vàng ném xuống sông. Chính vào đêm trước ngày rời đi, người đàn ông đào vàng cũng tìm tới đây. Hắn ta dùng súng đe dọa ông lão giao vàng ra. Hai người đành nhau dẫn tới ngôi nhà bị cháy. Ông lão cũng trúng đạn ngã xuống đất. Sau đó Buck chạy tới, nó hạ gục khẩu súng của hắn. Hắn ta cầm lấy cây gậy ở dưới đất lên. Buck vẫn luôn sợ bóng dáng của cây gậy, liền lùi lại. Chính vào lúc hắn ta vung cây gậy lên, Buck vượt qua nỗi sợ hãi. Nó cắn cây gậy và bắt đầu phản kháng, đẩy hắn vào trong ngôi nhà gỗ đang cháy. Toàn bộ ngôi nhà gỗ sụp đổ trong tích tắc. Buck đi tới bên cạnh ông lão, cố gắng muốn đỡ cơ thể ông lên. Đáng tiếc là nó cũng lực bất tòng tâm.
Cuối cùng ông Lãi cũng qua đời trong lòng Bắc. Buổi sáng, nhìn về hướng ngôi nhà đã bị cháy rụi, Bắc đã không còn luyến tiếc với xã hội loài người. Nó đi vào vùng hoang dã mà không do dự, trở thành thủ lĩnh mới của nhóm. Về sau rừng này xuất hiện rất nhiều anh chàng nhỏ bé trông giống như một con sói cũng giống như một chú chó. Khi chúng một lần nữa gặp lại gấu nâu, Bắc đã không chọn cách lùi bước, ngược lại còn kiên định nhìn vào gấu nâu. Con gấu nâu sợ hãi bỏ chạy. Trách nhiệm và tình yêu đằng sau khiến nó từ một chú chó cưng trở thành vua của khu rừng này. Bất cứ khi nào Bắc đi qua ngôi nhà gỗ, nó sẽ ghi nhớ sự ấm áp tình yêu mà ông lão dành cho nó. Hoang dã đánh thức sự hoang dã của nó, nền văn minh và sự man dợ kết hợp hoàn hảo trong đó. Như đã nói ở cuối video, nó cũng đã tìm được con đường riêng thuộc về mình.